tao sẽ học tập luận văn tuần 33, điền vào giấy tờ in sẵn. Em cùng mẹ ra bưu điện gửi tiền về quê biếu bà. Hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào mẫu thư gửi tiền dưới đây. Đây là mẫu thư chuyển tiền. Thì cái phần đầu tiên đó là phần bên trái này, là phần thư phát cho người nhận. Số bao nhiêu thì ở đây bưu điện người ta sẽ ghi họ và tên địa chỉ người nhận. Thì chúng ta sẽ ghi họ tên địa chỉ người nhận tại đây. Đây chúng ta cần phải ghi vào mấy cái dòng này là ai là người nhận, họ tên như nào, địa chỉ như nào. Ngày gửi, chỗ này chúng ta có thể ghi. Cái này hai cái dòng dưới này thì chúng ta không cần ghi, họ bưu điện nó khác ghi. Từ chỗ họ và tên. Ngày gửi chúng ta cũng không cần ghi đâu, cái này bưu điện ghi nhá. Chúng ta sẽ ghi từ chỗ họ tên người gửi, họ tên và địa chỉ của người gửi, ông bà cô, họ và tên và địa chỉ của người gửi. Sau đó số tiền là bao nhiêu, chúng ta viết số ở trên này, à số tiền gửi viết toàn chữ, viết toàn chữ có nghĩa là viết bằng chữ đấy. Người nhận là ai, chúng ta ghi rõ người nhận, họ và tên người nhận này, địa chỉ người nhận ở những cái dòng này. Tiếp theo cái nan giấy này ở mặt sau nó sẽ có, đây chính là mặt sau. Lý do thì chúng ta không cần ghi. Căn cước của người nhận hay người làm chứng. Đây chính là cái căn cước của người nhận, chính là cái người nào mà còn lớn ấy thì sẽ có chứng minh thư, từ 18 trở lên, tuổi trở lên sẽ có chứng minh thư. Thì chúng ta sẽ ghi. Ghi ở đây là số chứng minh thư là cái gì đấy, là số bao nhiêu đấy, điền số vào đây. Trả tiền tại tại đâu, tại bưu điện. Tại bưu điện huyện nào đấy, ta ghi địa chỉ bưu điện vào đây. Ngày tháng năm. Người làm chứng có thể là người làm chứng này. Người làm chứng là cái người có thể đi cùng chúng ta, đúng không? Người thứ ba ấy, người khác, không phải là chúng ta, không phải là người nhận. Ký tên vào đây. Rồi đã nhận đủ số tiền là bao nhiêu? Ví dụ 5 triệu thì ghi là năm, số 5 triệu vào đây. Ký tên, chúng ta ký tên của người người nhận vào đây. Người nào là người nhận thì người đó sẽ ký tên và ghi họ tên dưới này. Họ tên người lĩnh và người làm chứng. Họ tên, họ ghi cả họ và tên này. Người người nhận tiền đấy, người được nhận tiền đến nhận tiền hoặc là người làm chứng. Thì ở đây ký tên người nhận tiền thì dưới này chúng ta sẽ ghi tên người nhận tiền vào đây. Họ tên người nhận tiền này. Và địa chỉ luôn. Bên bên này là phần dành riêng để viết thư. Phần dành riêng để viết thư chúng ta có thể khi người gửi, chúng ta viết thư gửi để chuyển tiền cho ông bà chẳng hạn, thì chúng ta có thể viết cho ông bà một số lời vào đây, đúng không? Giống như một bức thư ngắn, chúng ta viết vào đây. Đây là phần để chúng ta viết thư để gửi cho người nhận. Vậy thì ở cái phần này chúng ta sẽ ghi những gì? Phần thư chuyển tiền mặt trước này chúng ta sẽ ghi đó là họ và tên. Ở đây chúng ta sẽ ghi bên phần bên trái trước này, họ và tên, địa chỉ người nhận. Thế đây chúng ta ví dụ ở đây ông bà cô. Ở đây chuyển họ và tên của người nhận là Mai Uyển Nhi, thôn Cẩm Sơn, xã Hà Lan, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đây là người sẽ được nhận số tiền này, chúng ta gửi cho cái người này. Và tên, địa chỉ người gửi. Ví dụ chúng ta là người gửi, tên là Nhung chẳng hạn, thì chúng ta ghi là họ và tên đầy đủ, Mai Hồng Nhung. Địa chỉ là gì? Tân Lập, Tân Biên. Tên là, đây là xã này, huyện này, tỉnh này nhá. Ghi Mai Hồng Nhung này, ghi xã này, ghi huyện, ghi tỉnh. Số tiền gửi, chúng ta ở đây người ta yêu cầu là viết toàn chữ, có nghĩa là chúng ta viết bằng chữ thôi, không ghi bằng số. Gửi 5 triệu thì ta ghi là 5 triệu đồng. Chúng ta viết xuống dòng dưới này, 5 triệu đồng. Viết toàn là chữ thôi. Người nhận là chính là người này ở chỗ địa chỉ này đây. Họ tên và địa chỉ đây là Mai Uyển Nhi, thôn Cẩm Sơn, xã Hà Lan, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Những cái ô bên này nó không quan tâm, đây là dành cho bưu điện này. Chỗ này chúng ta không quan tâm. Ở đây chúng ta chỉ cần ghi địa chỉ người nhận, tên địa chỉ người nhận, tên địa chỉ người gửi và số tiền.
nha. Tên địa chỉ người gửi đây, số tiền, tên địa chỉ người nhận, và bên này là tên địa chỉ người nhận. Sau đó chúng ta sang mặt số sau. Sau chúng ta điền cái gì? Đây, căn cước. Đấy, chỗ này. Chúng ta sẽ điền. Ở đây, phần thư chúng ta sẽ viết gì? Ví dụ ông bà ngoại kính nhớ, dạo này ông bà có khỏe không? Hôm nay mẹ cháu gửi về biếu ông bà 5 triệu đồng để ông bà bồi dưỡng. Ông bà lo ăn uống nhiều và cho khỏe nhé. Hè này mẹ con cháu sẽ về thăm ông bà đấy. Cháu chúc ông bà luôn khỏe mạnh. Cháu của bà Hương, Mai Ngọc Hương. Đây ví dụ là cái phần này là viết thư, chúng ta sẽ viết cái gì thì chúng ta sẽ nói vào đây, đúng không? Và chúng ta sẽ điền vào đây. Ở đây căn cước của người nhận hay người làm chứng, chúng ta sẽ điền là người nhận là Mai Uyển Nhi. Chúng ta sẽ ghi đây chính là cái phần mà người nhận viết đấy. Khi chúng ta gửi thì chúng ta việc của người gửi là chúng ta chỉ viết cái phần mặt trước thư chuyển tiền này thôi. Đây, địa chỉ người gửi, số tiền, địa chỉ người nhận và địa chỉ người nhận. Còn phía sau này là phần của người nhận sẽ ghi căn cước của người nhận hay người làm chứng. Mai Uyển Nhi, số chứng minh nhân dân. Thì người này có số chứng minh nhân dân là 29055459, thì người ta sẽ ghi số của người ta vào đây. Đây chính là căn cước ấy, số căn cước là chứng minh thư đấy. Xuống dòng dưới, trả tiền tại xã, bưu điện ở đâu, bưu điện xã, bưu điện huyện, đúng không? Thì chúng ta ghi bưu điện xã thì chúng ta ghi bưu điện xã Hà Lan, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nếu như mà lên huyện nhận chẳng hạn bưu điện huyện thì chúng ta lại ghi là bưu điện huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ví dụ như vậy, chúng ta nhận là bưu điện nào thì chúng ta sẽ ghi như vậy. Nhận tại xã thì chúng ta ghi huyện, từ bưu điện huyện, à từ viện, từ bưu điện xã này, từ đến huyện đến tỉnh. Ngày nhận là ngày bao nhiêu, ghi vào ví dụ ngày 21/4/2019 chẳng hạn, 18 chẳng hạn, đúng không? Rồi người làm chứng thì có thể là có hoặc là không cần thiết. Đã nhận đủ số tiền là 5 triệu đồng, cho nên chúng ta ghi là 5 triệu đồng là ghi bằng số. Ký tên người gửi, người nhận, ghi tên, ký tên và ghi rõ họ tên người nhận. Đây là Mai Uyển Nhi là người nhận. Đây tiếp theo họ và tên người lĩnh và người làm chứng. Thì ở đây không có người làm chứng chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta chỉ ghi địa chỉ họ và tên người nhận thôi, là Mai Uyển Nhi là người nhận, đúng không? Địa chỉ là thôn Cẩm Sơn, xã Hà Lan, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hoặc là đây là một cái thư chuyển tiền, vẫn là cái mẫu như vậy. Chúng ta ghi người khác hạn, đúng không? Ví dụ người gửi ở đây, người nhận ở đây là Bùi Văn Việt, đội 9 huyện Lực, Ninh Thanh. Hưng Yên chẳng hạn, đúng không? Mà người nhận, người gửi đây là Bùi Thị Vở, Thuận An, Thái Bình, Ba Vì, Hà Nội, Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội. Số tiền là 1 triệu đồng, ở đây chúng ta cũng ghi là 1 triệu đồng, ghi toàn là chữ là 1 triệu đồng. Và người nhận vẫn là tên như bên này và địa chỉ như bên này, Bùi Văn Việt, đội 9 Hiệp Lực, Ninh Thanh, Hưng Yên. Chỗ này Hưng Yên chúng ta viết đầy đủ nhất, chỗ này hơi viết tắt này, Hưng Yên. Đấy, ở đây phần người gửi chúng ta chỉ được ghi như vậy thôi. Tiếp theo đến mặt sau là người nhận phải ghi căn cước của người nhận hay người làm chứng, là Bùi Văn Việt, chứng minh nhân dân, ghi vào đây. Và cái phần thư này là chúng ta cũng ghi vào đây, chúng ta sẽ ghi vào, đúng không? Nội dung như là chúng ta tự ghi trả tiền tại bưu điện huyện Thanh Ninh, tỉnh Hưng Yên. Cái này biết hơi viết tắt một chút. Ở đây có người làm chứng, đúng không? Ví dụ người làm chứng là Thủy chẳng hạn, Nguyễn Thị Thủy chẳng hạn, thì ghi tên vào đây. Còn nếu không có người làm chứng chúng ta không cần ghi chỗ này cũng được. Đã nhận đủ số tiền là 500.000 đồng. Ký tên. Ký tên người nhận đó là Việt, Bùi Văn Việt. Và đây dưới này là người lĩnh, chính là người làm, người địa chỉ, tên và địa chỉ người lĩnh. Đây. Ở đây có cả người làm chứng thì chúng ta ghi cả tên, địa chỉ người làm chứng nữa. Còn nếu không có người làm chứng thì chúng ta không cần ghi cái địa chỉ người làm chứng này, đúng không? Là Nguyễn Thị Thủy, đội 9 Hiệp Lực, Thanh Ninh, Thanh Hưng Yên này, chúng ta không cần ghi cái phần này. Chỉ cần ghi người lĩnh thôi. Nhưng ở đây có cả người làm chứng thì dưới này cũng phải ghi cả người làm chứng nữa. Cả tên địa chỉ người nhận và tên địa chỉ người làm chứng.
Như vậy thì cho thấy là người nhận thì phải viết những gì? Người nhận thì phải viết số chứng minh nhân dân, ghi rõ điện họ tên, địa chỉ hiện tại của người người nhận đó. Sau vào là người nhận phải kiểm tra lại số tiền được lĩnh xem có đúng với số tiền ghi ở mặt trước của thư chuyển tiền không. Và sau khi kiểm tra xong rồi, chúng ta sẽ ký nhận đã nhận đủ số tiền, đã gửi đến ngày nào, năm nào, tại địa điểm nào. Đây là phần của người nhận. Người viết, à người gửi thì chỉ gửi gì? Người gửi thì chúng ta chỉ cần ghi ở mặt trước đúng không? Chính là gì? Địa chỉ người gửi này, tên địa chỉ người gửi này, số tiền này viết bằng chữ này, tên địa chỉ người nhận này, tên địa chỉ người nhận này. Đó. Còn phần mặt sau chính là của người. À, phần mặt sau chúng ta có thể ghi thêm là gì nhỉ? Có thể ghi thêm là bức thư đúng không? Đây phần thư này chúng ta có thể ghi thêm. Đấy thư. Hoặc là chúng ta không ghi cũng không sao cả. Chúng ta muốn nói gì với lại người được nhận tiền thì chúng ta có thể viết thêm vào đây, còn không thì không viết cũng không sao. Và người nhận tiền, đây là phần người nhận tiền sẽ phải ghi.